mét 52 mà 10 phân nữa thì là cũng mét 62 rồi, nếu mà mang guốc 10 phân. Dạ không sao chị. Ship em có công ty dài, em nói ship em làm đôi giày độn lên phân. Là được rồi. Okay. Nói ship em làm cho anh mấy đôi giày cao gót thôi. Anh cũng hơi lùng, anh mang có giày cao gót là không? Giày độn, người ta có giày độn. Dạ, giày độn anh. Nói sếp em làm cho anh mấy đôi giày 10 phân luôn á. Dạ. Lên về ngoại hình á, cái khuôn mặt á thì giống những cái giống một mẫu hình nào trong showbiz không? Hình mẫu đó, lý tưởng của em là chị Hari Won á chị. À. Chị đó rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ. Dạ. Có cần phải biết nói tiếng Hàn không? Dạ không chị. Vậy hả, chỉ cần là có cái nét Hari Won thôi phải không? Oppa. 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 Em không giống chị Hari Won nhưng nói được câu Oppa. Oppa, Oppa, Sarange, Sarange. Rồi bây giờ mình cho hỏi ký người thân xong mình mở đúng rào rồi. Thôi bây giờ em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ nuôi và chị ruột em và đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả trường quay. Về Linh á, là một người con gái rất là hiền, sống có hiếu với gia đình. Còn chị thấy về bạn trai bên đây thì cũng được, hiền. Chị thấy hai em tương đối là hợp với nhau. Thì mình tới chương trình này cũng là đã một là cái duyên rồi. Thì hai em nên cho nhau cơ hội. Nếu mình tiến xa hơn thì càng tốt. Em tên Phan Văn Trận, quê quán ở Bến Tre. Hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ em là trưởng phòng vật tư, công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi. Em tên là gì? Dạ, em tên Phan Văn Trận. Chịu Trận á hả? Dạ. Phan Văn Trận, nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 34 tuổi. 34. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và em xin chào anh Quyền Linh. Trời và em. Bạn Nam phía bên kia ạ. Và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang ngồi dưới trường quay ạ. Em tên là Trương Thị Linh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh và làm quản lý cho nhãn hàng Lovite ạ. À, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 33 tuổi ạ. 33, Linh 33, Trận 34. Em có cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em đó là dễ gần, yêu thương gia đình, thích chia sẻ gần gũi với gia đình và thích sống chung với lại gia đình. Thế còn cái điểm yếu của mình? Điểm yếu của em đó là mít ướt và dị mũi lòng trước những cái hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần người ta chia sẻ cho em là người ta khó khăn thì là em sẽ giúp đỡ người ta. Dạ. À, tức là em bị cả tin, dễ tin người. Dạ, đúng đúng không? Rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em đó là mỗi lần em đói bụng lên là tính em nóng tính, hay quạo. Dạ, lúc mà em mất ngủ á, bình thường thì nằm ngủ cũng duyên dáng lắm. Nhưng mà khi mất ngủ với lại ai làm cho em khó chịu vì tụi em không ngủ được thì em cứ nằm úp và chân dơ lên trời vậy đó. Nằm úp mặt mà chân dơ lên trời là dạ, cái tư thế gì ta? Là tư thế nằm úp xong chân cứ quạch lên này. Tư thế đó dễ ngủ lắm, anh cũng hay ngủ thế đó đó. Thế nào? Ông hình dung tư thế nào mà ông nói dễ ngủ? Ta nằm mặt... vậy nè. Anh Quyền Linh có thể ra nằm úp xuống tạ giùm em. Không, cái chân dơ lên trời á hả? Em dạ. Vậy đúng không? Đúng dạ, không? Dễ đúng ngủ không? Lắm. Dạ đúng rồi. Oh. Dạ. Vâng, lại tưởng là treo ngược cái chân lên vậy nè. Treo xong ngủ trời. Thì bởi vậy mới nói. Ai mà biết điểm mà yếu đó của em thì đúng là em mất ngủ và cứ yêu thương chiều chuộng em lúc nào em nằm ngửa. Cái này hay là Trận. Dạ. Này là chịu Trận được nè. Dạ. Đừng có chọc giận là nằm úp ngủ vậy. Dạ. Nếu mà vui là nằm ngửa. Là cố gắng làm vui vui nha. Dạ, em sẽ cố gắng làm bạn vui à. Ừ. Còn Trận, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hiền, biết kính trọng người lớn, biết quan tâm chia sẻ người khác, không hút thuốc, biết uống rượu nhưng mà uống chỉ ít thôi à, chỉ giao tiếp thôi, mức giao tiếp thôi. Điểm yếu của em là nói hơi ít. Nói ít. Dạ. Bên này em nói nhiều á. Có tật xấu gì không? Có ngủ ấp không hay ngủ ngửa? Dạ em ngủ thì ngái, nhưng mà ngái thì nhỏ, cũng không đến nỗi là lớn lắm. Sao em biết? Dạ em nghe người người nhà nói anh. À dạ ngủ. Ngay ngủ không sao đâu anh. Em dễ ngủ lắm. Em chỉ cần nằm xuống là em ngủ. Dù trời long đất lập gì em cũng ngủ được hết ạ. Có nghĩa là cái tật xấu đó là bạn gái bên đây là không cho là tật xấu nữa. Em yên tâm nha. Yên tâm. Dạ. Em Trận. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình. Rồi. 2 mối tình là đi đi học. 1 mối tình là đã đi làm rồi. Mối tình đi làm đó bao lâu? Dạ hơn nửa năm nhưng mà gần 1 năm. Sao chia tay? Dạ vô tình thì em mở được điện thoại của người đó. Thì em thấy cái
cái tin nhắn của người đó nhắn với người khác. Vậy thôi chia tay hả? Dạ. Nhắn sao mà chia tay? Thì em thấy nhắn tin của hai người cũng tình cảm lắm. Thấy bạn đó không thật lòng với mình. Không thấy có tình đó xong là coi chia tay luôn. Dạ, thì về em cũng suy nghĩ, em cũng suy nghĩ mấy ngày. Rồi em mới nhắn tin cho bạn đó. Dạ, thì bạn nó cũng chỉ nói là bạn thôi. Ừ, thì bạn thôi mà. Nhưng mà em thấy sao nhắn tin lại tình cảm quá à. Dù gì nó cũng qua rồi ha. Dạ. Còn rồi. Em sao? Em mấy mối tình rồi? Dạ, em một mối tình ạ. Quen bạn nó lúc em học cao đẳng. Và 3 năm học cao đẳng luôn ạ. Thì trong lúc quen nó thì bạn trai đó khá đầu hoa. Bạn bè gặp người đó đi với người khác thì có nói cho em là sao lại gặp bồ của mày đi với lại con nhỏ đấy vậy. Nhưng mà em lại không tin. Nhưng mà có một lần thì bạn em chụp hình á, thì đi với người đó. Thì em nói là coi như là đối tác đi. Em cũng không thấy quan tâm luôn. Nhưng mà xong rồi em nói tóm lại là em bị phản bội đúng không? Đúng rồi. Giống y như bạn bên, giống như trận bên kia. Và lần đó là em cắt đứt. Em là người chủ động cắt đứt. Em chủ động cắt đứt luôn. Mấy năm rồi Gưng? Em quen được 3 năm và lúc 2012 chia tay. Thì tới bây giờ 7 năm là không quen ai. Tới bây giờ luôn. Dạ. Là em không quen người nào nữa. Dạ. Em gái em muốn một nửa yêu thương của mình có một mẫu hình lý tưởng như thế nào, em có thể diễn tả cho bên đây biết được không? Dạ, thì em thích mà mẫu lý tưởng của em là bạn nó cao từ 1m68 trở lên. Thì thân hình không quá ốm, tướng người nhanh quyền linh trở lên ạ. Biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc bản thân mình. Và hói cũng được, đối với em quan điểm hói là thông minh. Hói được không? Dạ không, được. Hói là thông minh, vì bạn nói là hói là thông minh. Vỗ tay, tôi khoái vụ này nè. Ai mà chào em gái, trời ơi, em nói chữ hói em khoái là anh thấy khoái rồi đó. Cảm ơn em đã hiểu cho những người hói. Em thích người đàn ông lý tưởng của em đó là không trưng diện quá nhưng mà cũng phải biết là chăm sóc cho mình. Khi làm thì là một người đàn ông lịch lãm, còn khi đi chơi thì là một người năng động thể thao. Rồi là tùy cơ ứng biến ha. Tùy cơ ứng biến. Ok, được đó. Khoái vụ khoái hói rồi đó. Đâu, để coi bên kia có hói hay không mà thấy ông Linh ông có vẻ là tâm đắc quá vậy. Anh này thấy cũng có khả năng đó nha. Dạ chào chị. Chào cưng. Không, nhưng mà bạn nữ bên đây thích hói mà. Ừ. Cái mẫu người phụ nữ mà em mong muốn là như thế nào? Dạ em mong muốn người nữ đó là cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, hiền giống như em vậy đó chị. Hiền giống như em hả? Dạ, biết quan tâm chăm sóc, lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ. Vậy thôi phải không? Dạ vậy thôi ạ. Em cũng được 80% của anh nữa, nhưng chứ có điểm là tóc không dài. 80%. Còn cái 20% do cái tóc không có dài, tóc ngắn. Dễ mà để từ từ nó dài. Tóc không sao chị. Không sao phải không? Dạ. Thì em nói cho bạn đó biết đi. Để nó dài. Đó là mẫu em mong muốn thôi. Dạ. Chiều cao chưa đạt như mức mong muốn anh ạ. Chiều cao em cao nhiêu? Em có 1m52 thôi. Mang guốc lên thì cũng được 1m57. 1m52 mà 10 phân nữa thì là cũng 1m62 rồi nếu mà mang guốc 10 phân. Dạ không sao chị. Ship em có công ty dài, em nói ship em làm đôi giày độn lên phân. Là được rồi. Okay. Nói ship em làm cho anh mấy đôi giày cao gót thôi. Anh cũng hơi lùng anh mang. Có giày cao gót là không? Giày độn, người ta có giày độn. Dạ giày độn anh. Nói sếp em làm cho anh mấy đôi giày 10 phân luôn á. Linh, về ngoại hình á, cái khuôn mặt á thì giống những cái giống một mẫu hình nào trong showbiz không? Hình mẫu là lý tưởng của em là chị Hari Won á chị. Chị đó rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ. Dạ. Có cần phải biết nói tiếng Hàn không? Dạ không chị. Vậy hả, chỉ cần là có cái nét Hari Won thôi phải không? Oppa. 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 Em không giống chị Hari Won nhưng nói được câu Oppa. Oppa, Oppa, Sarange, Sarange. Rồi bây giờ mình cho hỏi kiến người thân xong mình mở rào thôi. Dạ em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ nuôi và chị ruột em và đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả trường quay. Về Linh á, là một người con gái rất là hiền, sống có hiếu với gia đình. Còn chị thấy về bạn trai bên đây thì cũng được hiền. Chị thấy hai em tương đối là hợp với nhau. Thì mình tới chương trình này cũng đã một là cái duyên rồi. Thì hai em nên cho nhau cơ hội. Nếu mình tiến xa hơn thì càng tốt. Còn mẹ nuôi thì sao? Mẹ nuôi cho một chút ý kiến
Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Phải nói là mình rất là hâm mộ chương trình này. Chính vì vậy cho nên là thấy con gái năm nay cũng ngoài 30 tuổi mà chưa có tìm được một cái người bạn trai nào vừa ý. Mặc dù mình đã giới thiệu cho con rồi nhưng mà con vẫn không có chấp nhận. Mình rất thích mà con lại không thích. Cho nên mình mới lặng lẽ là mình lén mình đăng ký chương trình này. Mà không phải đăng ký cho một người đâu, tới 4 người lận. Ủa đăng ký cho ai cô? Đăng ký cho Dương Bé Ba, cho Võ Thị Nương, cho Trương Thị Linh và cho một người nữa là là bản thân cũng là mẹ đơn thân. Là mẹ nuôi cũng đăng ký chương trình này luôn. Mẹ thấy chàng trai này là mẹ có thích không? Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Dạ. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mẹ đáng yêu quá à. Hy vọng chúng ta gặp nhau ở vị trí khác nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, xin mời đàn trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với sếp và anh em đồng nghiệp của em ạ. À, có sếp là chắc có dài luôn ha. Dạ. Xin chào anh Linh và chào chị Vân. Chào khán giả trong trường quay. Mình là Hùng, cấp quản lý của em Trần. Trần là người rất là hiền lành, tốt tính và đặc biệt là bạn rất là nhẹ nhàng. Còn đối với bạn gái bên này thì anh thấy rằng bạn rất là duyên dáng, rất là nhanh nhẹn và một số cái yếu tố em đưa ra có lẽ là anh nghĩ là phù hợp đến 70%. Còn tóc có thể là nó dày ra. Dạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Cảm ơn sếp. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào đi. Ok, mở rào. Mặt trận này là của em đó Trận. Em chào anh ạ. Dạ, em chào anh. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thì trong đây gồm có hai món. Một là cái giỏ. Dạ. Khi em đi làm. Cái thứ hai nữa là một đôi giày. Và chính là đôi giày của ship anh tài trợ cho anh. Dạ. Bây giờ ngồi xuống thử anh có chiếc giày có vừa sai không cưng? Thử giày đi, thử giày ngồi đi. Ngồi xuống đi cưng. Thử. Dạ. Ừ. Trời, giống phim tấm cám quá nha. Vừa luôn chị ơi. Wow. Số luôn rồi đó. Duyên số đã định rồi. Đã định rồi. Ok, trời bạn ơi, in luôn. Vừa in luôn. Em có muốn đi đôi giày để nói chuyện không? Dạ có, em muốn đi luôn. Rồi, em đi đi. Dạ. Dạ, em cũng có món quà muốn gửi cho anh ạ. Em sẽ tặng cho anh cái cà vạt. Thì tại vì là em, đối với em á, thì thích anh buổi sáng đi làm á, thích anh bước ra đường thì ít nhất cũng phải là một người đàn ông lịch lãm. Thì em thích đứng trước mặt anh để thắt cho anh cái cà vạt trước lúc em đi làm. Thì em muốn tặng cái quà ít quà. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, đó. Mà sao hợp như vậy, cái cà vạt đó cực kỳ hợp với cái áo đó, bộ đồ của em luôn á. Màu xanh. Nhà chắc cũng tập rồi nhưng mà lên đây gặp ảnh là rung đúng không? Bạn gái lấy cái vỏ quải lên, lấy cái vỏ quải lên. Nói đi. Đây là cái vỏ màu hồng thì anh mong là tình cảm của anh với em luôn luôn sẽ là màu hồng. Dạ, em cảm ơn anh. Hát bài tặng luôn, hát luôn, đứng nó hát luôn. Sau đây em xin hát tặng cho anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý khán giả ở tại trường quay và đặc biệt là cho bạn gái của em. Dạ, em tên gì anh? Em tên gì ạ? Xin lỗi anh, quên tên quen. Rồi hỏi tên lại đi. Cho cơ hội lại, nói lại tên một lần nữa đi em. Rồi. Dạ, thì em nói lại lần này anh phải nhớ nha. Còn nếu rồi, mà không nhớ là em em giận luôn. Dạ, em tên là Linh. Linh. Rồi, dạ. Bắt đầu nói. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tình cậu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua, con vẫn vương đôi hồn họ. Rồi, hay lắm rồi, hay rồi. Dễ thương rồi. Rồi, bạn gái đáp lại luôn, bạn nữ đáp lại luôn em. Em yêu anh, yêu không hối tiếc.
Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Em quên mất rồi. Nên như đủ ý nghĩa rồi. Được rồi. Em yêu anh không hối tiếc, yêu bằng cả trái tim, đủ ý nghĩa rồi. Trở về vị trí ngồi đi. Đó, cái phần giao lưu là dễ thương lắm rồi đó. Bây giờ em nói đi, em thấy cảm giác em lần đầu tiên gặp mặt em thấy cô thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương, mà thấy gương mặt cũng có vẻ là hiền. Cảm giác lúc đầu em thấy em cũng rất là mến. Còn em thấy anh như thế nào? Em thấy anh giống như người em mong muốn, tại vì đối với em không thích đàn ông béo, đàn ông ốm. Cho nên khi nhìn anh ấy là em nhìn thấy đúng lý tưởng của em. Dạ. Ai cho em hỏi là anh hiện tại anh đang sống trên Sài Gòn hay sống trên Bến Tre ạ? Anh sống ở trên Sài Gòn. Dạ. Anh có hay về thăm bố mẹ không? Anh thỉnh thoảng khoảng 1-2 tháng thì anh có về thăm ba mẹ của anh. Dạ. Em cho hỏi em quê ở đâu? Dạ em là quê ở Nghệ An ạ. À. Hiện nay em đang sống trong Sài Gòn với anh trai. Dạ và với chị em đang ngồi trên hàng quay ạ. Dạ. Hẹn hò em thích đi đâu chơi? Em miễn nơi nào có anh thì em thích ở đó ạ. Trời ơi. Ôi ngôn tình quá ơi. Theo em nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì sẽ tiến tới được? Nếu anh cầu hôn lên và đúng anh hợp với mẫu lý tưởng của em thì em đồng ý luôn. Dạ, có thể cưới luôn ạ. Nếu mà em đồng ý thì chắc có lẽ là trong năm nay. Theo em thì em thấy có được không? Dạ, em dạ được ạ. Nhưng mà đối với em á thì khi mà quen với là một người bạn nam á thì em thích sống với gia đình. Khi mà muốn đồng ý cái việc mà em với anh quen nhau thì em lại biết được gia đình anh và những người thân trong gia đình anh. Em thích sống với gia đình, thích sống với người thân. Dạ, em sống thiên về tình cảm. Một thời gian gần đây thì anh sẽ mời em về quê của anh chơi. Mà Bến Tre rất hợp với em vì em thích ăn ngọt. Vậy là quá hợp. Bến Tre là gu kẹo chùa của ba em và em. Nếu mà lấy nhau thì em mong muốn là được mấy người con? Em thích đông con ạ. Thích đông con. Khi mà anh đông con thì anh phải, khi sinh con ra thì anh phải có trách nhiệm với lại con và gia đình. Anh đủ khả năng tới đâu thì em sẽ để tới đó. Anh cũng sẽ cố gắng theo mong muốn của em. Nhưng mà nói thật, em thích cô gái đối diện không? Khi mở rào ra là em thấy em vẻ đẹp của cô ấy là em bị hút hồn. Hút hồn luôn hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá, thôi được rồi. Rồi, để tay nút bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 2 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Được rồi đó. Dày vừa quá, xinh quá. Em thấy trong bạn mối hò sau khi nắm tay rồi làm gì nữa? Dạ hôn. Trời ơi. Dạ con xin phép má nu cho con hôn lên. Em cho anh thể hiện tình cảm của anh đối với em. Em có đồng ý không? Cái tay làm gì vậy? Tay thì bịch dịnh vô đây nè. Đó, ừ. Đó, ừ. Đó. Nhìn cái tư thế cho nó đẹp cái coi. Em không xấu, em không lại cho chị coi coi. Em không lại em. Trời ơi. Đó, trời ơi. Ra thế ra dáng liền. Rồi. Linh đóng dấu luôn rồi nè Linh. Hả? Đóng dấu luôn hả? Vết son môi trên má anh. Dễ thương quá. Tối nay về chắc không rửa mặt quá. Để ngủ luôn nha. Dạ. Để tới mấy ngày luôn. Dạ. Kệ chừng nào nó phai ha. Nào tự nó phai thôi. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén.
và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ rồi, cảm ơn anh chị ạ.